Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ hôm nay. Sau đây là bản tin: Đại gia miền Tây thuê giang hồ truy bắt phù thủy gây mê, bị người tình trẻ mới quen đã chuốc thuốc mê trong nhà nghỉ, lột sạch 4 lượng vàng cùng 170 triệu đồng của mình. Đại gia ở An Giang thuê giang hồ truy bắt. Trong lần uống cà phê ở gần chợ Mỹ Luông, chợ mới An Giang, hồi đầu tháng 9, Trần Thị Mai Em tìm cách tiếp cận, làm quen với ông Cao Văn Bén, 49 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân ở địa phương. Trên người đại gia Bén luôn đeo đầy vàng, trong túi luôn có số tiền 500.000 đồng, chi khá bạo. Người phụ nữ 35 tuổi chưa chồng có khuôn mặt ưa nhìn, khéo léo liếc mắt đưa tình khiến đại gia chết mệt và cho số điện thoại để có dịp hẹn hò. Sau đó, máy em chủ động nhắn tin tình tứ và được chủ doanh nghiệp đáp trả. Trưa ngày 14 tháng 5 như đã hẹn, ông Bén chạy mô tô đến chở người tình mới quen đi cà phê rồi đưa vào nhà nghỉ tại huyện Chợ Mới vui vẻ, mà không biết mình đang lọt vào cái đập của người đẹp. Khi vào phòng, máy em nhắc khéo người tình đi tắm cho cuộc vui trọn vẹn. Bên ngoài, cô ta lấy thuốc mê đã tán nhuyễn bỏ vào lon nước tăng lực, lắc đều. Vừa từ nhà vệ sinh bước ra, đại gia được người tình chu đáo đưa lon nước cho uống để sung mãn hơn, nhưng nhanh chóng liệm đi. Máy em lột sạch vòng vàng trên cổ tay và lục túi xấp tiền 170 triệu đồng của nạn nhân rồi nhanh chân tẩu thoát. Tối cùng ngày, ông Bén được hai thanh niên đeo khẩu trang trở về bỏ trước sân nhà trong tình trạng mê man. Ông được người nhà đưa đến bệnh viện ở thành phố Long Xuyên cứu chữa, ba hôm sau ra viện. Biết mình bị phù thủy bỏ thuốc mê, lấy hết tiền vàng nên đại gia Bén lên kế hoạch truy lùng. Ông ta nhờ Trần Thanh Toàn, 32 tuổi, dân anh chị tại địa phương giải quyết, hứa sẽ thuận hậu hĩnh nếu lấy lại được tài sản. Toàn huy động gần chục đàn em, tỏa ra khắp chợ mới, truy tìm nữ quái. Ngày 21 tháng 9, băng giang hồ thấy mấy em trong nhà trọ trên địa bàn liền ập vào bắt giữ. Toàn lột hết nữ trang đeo trên người phù thủy đưa cho đàn em đi bán được gần 70 triệu đồng. Kẻ này còn lấy xe SH của máy em sau khi ép làm giấy tờ mua bán 75 triệu đồng. Gã giang hồ còn buộc người đàn bà ký giấy nợ đại gia Bén 280 triệu đồng. Đã trả 140 triệu, còn thiếu 135 triệu và phải thanh toán trong vòng 2 tháng. Cùng lúc cảnh sát ập vào đưa những người có liên quan về trụ sở làm rõ các hành vi cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản. Trong vụ án này, máy em và ông Bén vừa là nạn nhân vừa là nghi can. Bước đầu máy em khai nhận, ngại làm việc kham khổ nên nghĩ ra cách lợi dụng chút nhan sắc của mình để lừa lấy tài sản của những đàn ông có tiền, thích của lạ. Cô ta lên mạng học cách pha chế thuốc mê, hàng ngày lân la đến quán cà phê săn mồi. Sau khi lấy được tài sản của chủ doanh nghiệp, máy em mua xe SH, sắm nhiều trang sức, đầu tư chăm chút nhan sắc để tiếp tục quyến rũ những đại gia khác thì bị nhóm Toàn phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.